Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, cuối tuần này, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Manila, Philippines để thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Theo một số nguồn tin, khả năng cao là các bên sẽ ký kết vào bản dự thảo của bộ quy tắc này. Tuy nhiên, xoay quanh sự kiện này vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 4 tháng 8 đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận rằng các ngoại trưởng trong ASEAN và Trung Quốc sẽ chính thức ký kết một tài liệu gọi là Bộ Quy tắc Khung ứng xử ở Biển Đông. Trong cuộc họp của họ ở Manila vào ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 8 tới đây, ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong Hội nghị Thượng đỉnh 2002 giữa lúc căng thẳng dâng cao trong tranh chấp vùng biển. Khu vực tranh chấp bao hàm một đường vận tài biển quan trọng được tin tưởng là giàu khoáng sản và tài nguyên biển. Nhưng những nhà quan sát nói rằng, các kỳ vọng về phạm vi quy tắc ứng xử không giống nhau giữa Bắc Kinh và các nước ASEAN sẽ khiến cho con đường để đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử trở nên gập ghềnh. Với Bắc Kinh, một bộ quy tắc ứng xử có thể chỉ là một công cụ không ràng buộc để tăng cường lòng tin trong khu vực hơn là để giải quyết các yêu sách chồng lấn. Tuy nhiên, các thành viên ASEAN có thể có những ý kiến khác. Bản thảo của bộ quy tắc đã được hoàn thành lần cuối trong cuộc gặp các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hồi tháng 5 ở tỉnh Quý Châu thuộc Tây Nam Trung Quốc. Từ đó đến nay, các chi tiết về nội dung của nó vẫn chưa được công khai. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã nói hành động này có thể ngăn các can thiệp từ bên ngoài. Trung Quốc cũng không chỉ rõ tên nước Mỹ. Đất nước mà chính sách châu Á Thái Bình Dương đã bị mờ nhạt đi từ khi tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1, tạo ra mối quan tâm rộng rãi cho các nước Đông Nam Á. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Singapore nói rằng bản thảo bộ quy tắc đã có động lực tích cực và ông hy vọng nó tạo ra tiến trình vững chắc hướng về một bộ quy tắc ứng xử thật sự. Từ ngữ của bản thảo bị dò dí ra truyền thông, mô tả sự mường tượng rằng thỏa thuận là một bộ quy định để hướng dẫn cách ứng xử của các bên và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông. Nó không phải là phương tiện để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Các chuyên gia khu vực và các nhà ngoại giao tin rằng khuôn khổ của thỏa thuận sẽ mang tính biểu tượng hơn là thực chất. Chuyên gia Trương Minh Lương ở Quảng Châu cho rằng nhiều quy tắc chẳng hạn như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình đã được các bên khác nhau chấp nhận dù không cần khung quy tắc. Khái niệm về bộ quy tắc ứng xử đã lần đầu tiên được nêu lên vào năm 1990 nhưng nó đã không được thực hiện cho đến năm 2002, trong cuộc gặp giữa các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ở Phnom Penh. Khi đó các bên đã ra tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Kể từ đó, tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử đã được thực hiện chậm chạp, trong khi các căng thẳng ngày càng gia tăng qua các báo cáo về những tranh chấp đánh bắt cá trong khu vực gia tăng phổ biến. Đến năm 2013, Bắc Kinh bày tỏ nỗ lực để làm đơn giản căng thẳng với các láng giềng Đông Nam Á mới đồng ý bắt đầu chính thức thảo luận về bộ quy tắc ứng xử và đã phải mất 4 năm để các quan chức cấp cao của Trung Quốc và ASEAN đi đến đồng thuận về bộ khung của quy tắc ứng xử. Trong khi nội dung của bộ khung này hiện vẫn chưa được công bố công khai. Câu hỏi đặt ra là cái gì sẽ diễn ra tiếp theo? Trong vai trò chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay và là một bên trong tranh chấp biển Đông, Philippines đã tuyên bố sẽ thúc đẩy các thảo luận cho một bộ quy tắc thực sự Tuy nhiên, triển vọng cho các bên đặt thỏa thuận vẫn còn mờ ảo. Với ASEAN, thách thức sẽ là đạt được sự thống nhất trong quan điểm của cả 10 thành viên trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh đã càng ngày càng quyết đoán trong vấn đề hàng hải và không có dấu hiệu họ sẽ lùi bước trong vấn đề mà họ gọi là chủ quyền và lợi ích cốt lõi. Các bạn thân mến, cứ theo quan điểm của bài báo nói trên, có vẻ như Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông nếu được thông qua cũng không giúp giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Tuy nhiên có lẽ nó vẫn có tác dụng nhất định. Ít nhất, sau khi nó được ký kết, các bên liên quan có một cơ sở rõ ràng minh bạch để quy chiếu vào đó xem ai đúng ai sai nếu xảy ra các sự cố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.